cho ngủ luôn. Ừ thì bữa nay nhiêu rồi? 15 đến 18. Y Thinh ngày qua hả? 15 18. Giao động từ 15 đến 18. Rồi bữa nay ngủ sớm mà cha. Vậy. Hôm nay là ngày 26 tháng 2. Mấy này hết quạt không hả? Gỗ hả? Trời ơi, chết rồi. Giá tầm dao động tầm khoảng từ 15 đến 18 ngàn đồng trên 1 kg. Có hàng gỗ luôn các bạn. Đó, đây, đây các bạn đây. Bữa nay tạm ổn định giá so với ngày hôm qua. Vô chết các bạn. Đất má ơi nè. Đây là giá dao động tầm khoảng từ 15 đến 18 các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 2021. Thì quý vị các bạn có bán ớt hay là có biết giá có đâu thì vui lòng bình luận bên dưới cho mọi người xem video sau sẽ biết và tham khảo giá từ đó nha các bạn. Thì video hôm nay là về hải dừa. Dừa hôm nay. Đói hả trời? Lâm đến 18k. Cao không ăn luôn. Giờ là hàng gỗ với hàng lặt luôn. Hàng lặt là nhiêu? Lặt trụi bẻ luôn là nhiêu ký? Là mình lặt là mình căng luôn ha. Ta lặt thì mình căng luôn là 21. Là hàng đông lạnh. Hàng đông lạnh từ dao động từ 19 đến 21. Còn bé vậy là 15 đến 17. 15 đến 18. Hàng nghiêng giờ nó nghỉ ăn luôn các bạn ha. Nên đang ăn các bạn. Gỗ thì để đi quầy nè. Không đặt hết luôn. Thì bây giờ đến đây hết nha các bạn. Tất cả các bạn hẹn gặp các bạn.